Xin chào mọi người, ở video lần này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người trang trí những cái bộ móng tay thật độc đáo phù hợp với các dịp lễ Tết mọi người nhé. Đầu tiên thì mình sẽ thay những cái móng mới vào đây ạ. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ gửi cho các bạn làm một bộ móng nhá, và bây giờ mình sẽ bỏ cái phần giả lên vào đây. Bây giờ thì mình sẽ lần lượt trang trí cho từng móng mọi người nhé. Mình sẽ chậm, đầu tiên mình chậm một chậm vàng ở đây đã mọi người nhé. Sẽ để đây cho mọi người thấy vậy rồi. Tại em không bị bỏng nè. Tại vì bỏng dễ hơn chọi dễ. Không vậy thì mình lau đi mà chút sớm tí á. Không có lúc khỉ. Bây giờ mình sẽ dùng màu đỏ này và chậm xung quanh mọi người nhé. Chưa có việc đi mua hồi đấy tại nó tím ra không với bạn không có không có rồi mà nếu mà chỗ không có thì đặt cắt cổ đúng không. Thế thôi mình ngồi hai người thì hàng chị hết nhưng mà họ xin đi. Còn lục xoáy thế không ý là gặp điện lắm đó hả, nó chạy đấy. Còn lục xoáy bên nữa thế bên cái chỗ có thế thì nó à hơi nóng tại vì cái hơi mái áo pháo đấy đấy mà chúng ra cái nhà đó ở cái đi khi mình về rồi bảy rưỡi mà cái áo pháo đấy thì vậy vô địch lắm, cái áo pháo đấy vô địch chạy đi đứa không dây đưa hàng cũng ẩm lắm mà chúng bình thường đây mình đã trang trí được một bông hoa trên ngón tay mọi người nhé.
Thì mày chỉ là lát lát mở được chứ không mở vậy chứ được hết. Mày tỉnh á, sợ giống như mở há trứng nguyệt lần bị đựng rừng châm rồi đó. Mới bởi chị dạ mở vẻ thôi. Mình sẽ để cho nó khô làm lại mọi người nhé. Mà ý là sớm nhiều á, bỏ sớm nhiều á mẹ. Cho đây trường khổ để rồi. Mình đợi mình một xí nha. Không cho gì nữa.
Nếu không có em bỏ quên. Nếu quá quên lại về thì hồi sức hơn nữa. Quá quên lại về đúng không? Quá bê bồ quá má. Của bê của mưa sớ bê bồ. Tội quá này đâu tôi ơi tội quá đâu ai mới cũng phần đấy này đó thì số đi làm gì nữa quá bên bên có đơn đơn xin vào vào thứ sáu. Thôi 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 em né cho em né dùng không đạp unica đạp unica lại đơn xin của mười hai. Thì gì Dũng? Chị nghĩ là chị à, cũng đôi nha, chị chị em. Nghĩ em bắt buộc chị phép 6 ngày không lương. Em biết không tin đây là nữa. Không bắt buộc nghỉ phép ở đâu đó là không lương đâu. Bắt buộc nghỉ phép này bởi vì có chị làm bố cả cả 200 mấy phòng quá. Chị còn được không được 5 phòng. Dạ má. Sớ. Chị em nó có sao chứ? Century. Nên rõ nữa. Điểm
vẫn như bằng đường thì bỏng quá. Hằng cái bị bỏng 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 ra nó ghẻm. Đây nè. Nó sẽ bị bỏng quá. Mình sẽ tiếp tục trang trí những cái móng này mọi người nhé. Có mấy đứa về đâu rồi? Về quê rồi. Đây mới về mới nữa. Còn nô về thôi được chứ. Phương về. Mày kể ra chưa ở nhà là ăn ngon nhất cái vậy. Nói chung là hàng chị càng hàng chị đi ra ngoài càng tốt. Cho nên mình phải đi lắm ra ngoài đi. Mình sẽ để đại như thế này cho nó khô lại này mọi người nhé. Thank you.
Chị cứ làm thơ với thì đâu.
chín phải không? Tầng 19 đang bay ra đây luôn. Nó xong rồi. Nó xong rồi. Nó xong rồi. Tư chị, em nghĩ tới gì là sai em à? Chị đừng nói luôn. Chị thích em. Chết. Chết. Mệt ra. Mệt bắt rồi. Chồng em.
chơi game à? Đang phải bố đấy chứ đứa. Chơi thôi chứ. Chơi thẳng cũng được 2 triệu 4. Anh như anh cũng không nổi à. 2 triệu 4 thì mới để 3 triệu cho mẹ. Rồi à, làm thêm 3 bố bữa chứ đó. Dư rồi. 3 bữa chứ là dư rồi chứ đúng. Mỗi khi 3 bữa có cánh rồi đấy. Sắp thành người nổi tiếng rồi. Vườn trò đồ cơ cả người phải không? Hả? Đồ cơ cả người được không? Đồ được cho đứa biết. Biết. Biết rồi, không chắc không em? Chắc. Bữa nay chắc. Mẹ em đổi về ai à? Đổi chắc thôi. Đổi đổi chắc. Bắt gọi cuộc đời tệ đến bắt. Không có chứ mà. Thì có chưa đi mua cứ mua một cái này. Cỏ mà đắt quá. Tím cái gần chỗ thì hiện có. Quá rồi. Mười một hộp năm chục phải không? Không, một hộp kiểu cày giống thế. Một hộp trăm cái 9.5. Vậy sao? Đeo cái lên. Khỏi lắm. Tại vì không ngồi đấy ba người đều đeo được thì chiến đeo được. Đeo bị nó hối quá. Chiến được. Hối quá. Hối kinh xóm á. Cái sử dụng mũi o. Thì bơi. Có quên đi là em ạ. Ê mi mi có em không hiểu thấy yên lên cái níu ờ mình để 5 năm đi tắt đi. Nghe mình đi nói vui hơn. Chứ thực ra game hẳn cũng vui. Giáo mình liền đi nói. Người đi nói em. Thế thôi bạn chỉ có thăm nữa. Miss sĩ game pin nữa cùng nữa à, cái gì. Không có phi nội thăm hay thằng mà hẳn vui nữa. Vui à. Thằng ý tên gì thế? Chị tên là đó.
Messi. Chắc Messi, Messi game mình đó. Messi game mình. Có thằng đều vui lắm, anh Winnie đi, thằng Winnie đi vui hơn. Sao có? Nếu thằng chơi tỉnh tỏ như sơ lắm. Bất cứ có một thất bại. Được rồi, đúng không? Ừ. Tôi quên. Nó cười thì sao? Có nhiều cái thì nhớ quá. Hôm qua chúng hỏi cho 4 đô đó. Hộp 50 cái mà chỉ 5 rưỡi hay trong 8 cái trong ở trong mắt quán á dữ sợ có mà hàng có bán khẩu trang y tế rồi thương mang cho họ đây đi này chưa bên nhà đâu hết nhà bạn không tí rồi khẩu trang thôi đây chứ mới hết chứ năm giao một khẩu anh đọc chuyện muốn lỡ đấy cho bạn khẩu trang mà nữa không cho được. Trời ơi, bắt tay sáng. Xin chào tất cả các bạn, thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xếp đầu thêm một con gà trống nhé. Không phải vậy, các bạn sẽ thích khác. Để mới đang xếp, thì có cái hình gì nhé. Ừ, gì? Hình trong không gian thôi. À, hình trong không gian. Hình trong không gian. Điện cho là cái gì? Cái gì, cô chó cái gì muốn? Giải, ra lại vàng, cứ phải nghĩ thế. Sao mà dạng lên? Bây giờ thì mình sẽ thay những mặt mũi vào mọi người nhé. Từ để con sẽ được hình chí. Lâu lâu rúng bàn nhà. Ok.
giúp cả đi là có cái xe đẩy thì hết đó vẫn hết đấy hay là cái dưới này là có xe đẩy này hay là cái đi đấy đó là cái đó cái đó xe đẩy cũng vậy chứ luôn em được cái tròn đấy là gắn bít hết anh biết tròn là gắn bít rồi đến khi quên mà vừa rồi em có thử tải mà không được đấy phần múa thì nè à thằng đi thì cũng bị kệ đó về chị sơ chuẩn bị này chuẩn bị này khoan chuẩn bị này chuẩn bị này hai ba ba đi về nhà có một cái phòng chỗ em nghe nói nữa xin chào tất cả các bạn khi sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chế độ hình mình công cảm mình sẽ đầu đèn để làm những công cảm con bố nó chẳng hết ly sứ
chuẩn bị này. Cái game khác đó với khởi nghĩa là không biết có cái game khác. Mình game đi thôi.
kia bên kia vui hơn nghe. Ghế bên kia vui hơn, hai được hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Mình ra mình hay chơi với Khởi My vậy? Ok, mình sẽ để cho nó phố một lạc rồi mình sẽ trang trí tiếp mọi người nhé. Nhanh nhất có tờ đi mà hiện bay đang tạo ra, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhiều hơn nữa nhé.
được nó vui được không? Để đứng mình là stream đó. Trong để mình vui á. Để vui mà coi. Thằng mình đi được cái game này là vui vậy con mà. Bình thường, chém vui quá. Ê, mình đang sẽ hình con cá nha. Mình dùng hạt đầu đèn nha các bạn. Dùng chi đâu nhất đâu chị thế cái nhất chị đâu đang bắt đang xịt đúng không xịt đâu là gì cần dùng chị từ từ không ngừng qua nguyên sẽ có đó mình còn nói chi mình còn nói chi về xịt yêu có phải chị yêu để có xịt được mẹ cả mẹ bố cái lá lá vậy kìa mềm lắm cuối cuối lắm đấy xin chào các bạn mình sẽ xin chào các bạn làm vai bản không làm vai bản không tao không ý một chủ cá mực nhé các bạn nhìn ra nhìn ra không có cá có quả Thank you.
Như vậy là mình đã hoàn thành xong những cái bộ móng độc đáo như thế này mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp mọi người ở các video lần sau ạ.